cái ủi tóc. Cái ủi tóc. Ủi tóc anh ạ, cái này ủi tóc. Ơi ơi, cái ủi. Mày lấy tiền không? Ừ. Đây. Còn ra. Để chơi một trò chơi. Thắng này có tiền, chưa? Chơi sao gì? Dễ lắm, dễ nhìn cháo luôn. Dễ. Nói chung là nhằm gái kiếm vài triệu bạc. Ngon lành, chưa? Wow. Bảo có chơi không? Tiền đây. Chơi nhá. Ok, ngồi dậy chơi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò này. Bố sẽ bịt mắt. Bịt mắt mẹ lại. Ok. Và sẽ đưa cho mẹ bất cứ một cái đồ vật nào, nếu mẹ đoán đúng thì được 500 ngay. Ok. Còn sai không có tiền nhá. Rồi, chơi. Rồi, bịt mặt lại, chuẩn bị sẵn một cái bịt mặt luôn. Thấy không? Không thấy không? Ok. Tiền đây. Rồi 500 ngàn đấy. 500 ngàn đấy. 500 ngàn đấy. What? Cái này. Cách đây thì ăn lấy được. Này để mình show cho mọi người thấy chứ không. Cái này mình show cho mẹ này. Cái này ok. Không sờ phải chứ đi sờ. Sao ngửi sao có mùi gì ngửi? Ngửi vậy nó mới khó đấy, còn sờ thì đơn giản lắm. Đây. Tiền thắng đi không được rồi. Ủa vậy? Thấy không? Giống như gì không? Ủa vậy? 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 Cái này nhá. Cái này dễ cực kỳ luôn. Đây. Đi. Cái lược. Cái lược xong rồi sắt. Lược hồi bố đi đi nghe phụ đàn tăng 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 vợ không? Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Rồi tiếp này, 500 ngàn nữa này. Đây. Tờ 500 ngàn này to hơn cái tờ nãy. Trời ơi, tiền bao la. Tiền bao la. Con đây không? Nè, cái này khó hơn tí này. Cả túi này đấy, cả túi này cơ bản là thoải mái. Đây, để nó ra. Cái gì vậy? Đâu? Cũng chẳng có gì hết. Đây, đâu gì vậy nhỉ? Nè lưỡi ra. Ủa rồi. Gì đấy? Trứng gà. Quả trứng gà. Quả trứng gà không? Không. Đúng rồi. Cho bánh gì? Bánh gì? Bánh gì sạch nói gà. Gà nó mới đẻ. Gà là mới đẻ. Gà mới đẻ. Sạch gà. Còn cái gà là gì lắm với cơ bánh. Được không? Đây, cái gì sạch sạch chứ? Mày tốn tiền quá, 500 mới đi đứt miết. Đây. Úi trời ơi. Này, lần này mới khó này, đây, cái này mới khó này. Ok. Gì? Đâu có gì đâu này. Lại không? Đây. Cái gì? Cắn cái này, mày cắn được. Rồi thôi, cắn này còn nuốt luôn. Kinh khủng. Cái xong môi. Xong môi, nhà không lắm xong môi đấy. Hai cắn rồi. Không, cắn xong môi rồi. Đúng rồi này, cái đầu này dễ này. Có nào cắn vào cái này cũng thương đấy. Này. Gì? Lại. Này. Có cái đồng nào? Có đồng nào? Có đồng nào? Có đồng nào? Như cái bu đi là ta mà bu đi là cho nó có gì? Bu đi là gì? Ai được mình chạy lên tiệm mua cái bu về đây cho ngậm thử. Hay tránh nhẹ thôi, thôi xem máy ở đây.
Rồi cảm nhận này. Lần này mà không được là thường nhai luôn nốt luôn nha. Nè. Gì? Thôi, thả ra. Thôi, thôi. Từ bố ơi. Không biết đúng không? Không có tiền, đây. Cầm mới cho biết. Đấy. Hay cầm cũng biết. Pin. Cũng biết. Cũng biết. Giờ biết rồi. Thôi. Hết rồi, hết. Chưa, con, cái này mới khó này. Đấy, cái này phải khó. Nếm nha. Nước. Chưa, người không biết nước. Dùng thôi, dùng này. Này. Này nó ra. Ê. Nước. Nước đấy. Lại. Ê. Cái gì? Cái ủi tóc. Cái ủi tóc. Ủi tóc anh nhỉ, cái này ủi tóc. Ơi ơi, cái ủi. Yeah, ủi tóc, ủi tóc này, ủi tóc. Ủi lắm. Trời ơi, chưa. Cái chừng bước mẹ của trứng gà. Này quả này. Cái cạo râu. Cạo râu hả? Mà nhà mình có ai có râu đâu cạo. Cạo râu. Sao có cái răng cưa. Có răng cưa hả? Có răng cưa. Ok, lại đây đây. Đây. Ngươi, 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 ngươi. Có gì chứ gì đó. Kẹo. Kẹo đâu mà kẹo. Kẹo cay. Rồi, thôi xem đây là kẹo cay. Lại mất tiền. Kẹo cay nha. Hai viên kẹo cay bỏ kia chắc lấy. Ừ, biết luôn, biết kẹo cay luôn. Ở đây, 500 nữa rồi. Đấy. Buồn. Biết thế, cái này nhằm mẹ kẹo cay luôn đi cha rồi nhá, khỏi đấy. Đúng, rồi, lời khác này, lời cái này khó hơn. Đấy, giờ mất cái tay này. Cầm sóc cái này. Sóc mạnh đây. Sóc con. Cái gì đây, sóc đi. Rồi. Rồi, đây. Rồi, đoán cái này. Này, cực kỳ dễ luôn. Này, ăn biết không biết. Giờ nếm hay là ngửi? Hay cả hai? Nếm hả? Rồi. Thôi cho ngửi trước đi, ngửi. Thấy mùi chưa? Anh mùi gì ta, anh mùi gì cứ quyết á. Bánh mùi khó chịu nhỉ? Kẹo bạc hà mà. Bánh mùi khó. Ngửi lại. Thôi giờ nếm đi, cái này nếm biết liền. Nếm nha. Đây. Đâu có vị gì đâu. Chưa vị hả? Đây. Không có vị gì. Không nếm thử được ngay hả? Không có vị gì hết. Đây. Thôi đừng có cắn hư. Kẹo mà cắn nó hư mất. Nè. Đấy, đưa mà không ngậm lại, ngậm môi nha, không có cắn là cắn hư. Đây. Cái gì? Chỉ chúng bao cao su dính. What? Biết luôn. Đúng không? Đây. Đúng không? Nhìn này. Kẹo cao su. Ôi, dành đi, này. Dành đi tí là dùng. Dành đi tí là dùng nghe. Rồi, đấy, cao đi. Ngon, cao đi. Đúng rồi. Kinh khủng.